Bóng Live xin chào. Hiện tại chúng tôi đang sơn lót một bộ ghế, bộ nghê phú quý đó, và bốn bộ bát tiên gỗ chạm bông vàng tay 12 mặt gỗ. Đây là lớp lót thứ hai trước khi lên màu. Thì đặc điểm của lớp lót đấy là nó giúp chúng ta nó làm căng các cái lớp tôm gỗ, những cái vết tôm gỗ nhỏ xíu xíu các bạn ạ. Đó, nó sẽ lấp đầy những cái tôm này để chúng ta đi màu nó sẽ đều hơn và đẹp hơn. Và sau khi sơn lót thứ hai này xong, chúng tôi sẽ chè hết tất cả đi, đó, chè sạch sẽ đi rồi sẽ lên màu và bóng. Thì chiều ngày hôm nay bây giờ đang là buổi trưa ngày mùng 4 đó, ngày mùng 4 tháng 7 thì chúng tôi đang làm lớp sơn này, thì tối nay nó sẽ khô, chúng tôi chè và lên màu và bóng luôn. Đó, để bàn giao cho các khách hàng. Thì lô hàng này chúng tôi biết là có rất nhiều khách hàng đang chờ đợi. Đó, xong một cái là chúng tôi giao luôn nhé. Đây là cái băng của nó các bạn này. Băng. Và phía bên đây là thợ chúng tôi đang chè. Đó, các cái băng ghế này, ghế con này, ghế băng này. Đây là thợ chúng tôi đang chè và anh thợ đang sơn lót. Đó. Thì lớp lót này là, như các bạn hãy lưu ý, lớp lót là rất quan trọng nhé. Đó, lớp lót gỗ là rất quan trọng, nó phải lấp đầy các cái tôm gỗ, chém đầy. Đây là những cái vết rứt gỗ là các bạn này. Đó, các cái lốp rút gỗ này. Đó, chúng tôi phải để cho nó rút sạch sẽ chứ mà chúng tôi làm. Thì khi chưa lên màu á, thì nó sẽ đều hơn. Nó sẽ đều hơn, nó căng. Đó, lớp lót tôi phải làm rất là căng các bạn này. Các bạn hiểu những cái lỗ tim gỗ li ti như vậy này, là phải sơn lót nó lên để cho nó lấp đầy hết. Thì khi mà cái bộ ghế chúng ta nó lên á, nó mới nét căng được. Đó là đặc điểm. Đây là tấm mặt gỗ này các bạn này. Đó, mặt gỗ đây. Bộ này là bộ nghê phú quý. Bộ nghê phú quý. Thì nghê phú quý sơn hoàn thiện thì là 10.800.000. Còn bát tiên thì là 13.500.000. Đó, tặng kèm kính mặt bền và miễn phí vận chuyển đi là 40 km. Đây là chiếc băng nữa này, anh em tôi vừa sơn lót xong rồi. Đó, anh em chuyển vô. Đó, cây cối rất là đẹp luôn. Đó, sao hạ ghế chứ được. Đây này, sao hạ ghế được. Các bạn coi những cái vết tôm gỗ về rút rất là đẹp luôn này. Đó, rút rất là đẹp luôn, rất đều. Đó, đây là cái sự khác biệt của bên Mộc Lam Huy mình. Và các cái vết tôm này là mình để khô rất là kỹ ở là Mỹ Sơn. Đó, rất là kỹ. Cái hàng này bên mình mà đã giao về tới nhà cho khách hàng thì không có phải bảo hành lại nữa đâu nhé. Cái khả năng phải bảo hành rất là thấp. Tại vì cái thời gian mình để cho nó khô, gỗ nó khô nó rút thì nó rất là lâu rồi. Đó, đây tôi sơn liên tục. Ở đây là cái cách làm của bên mình, làm số lượng lớn cho nên là giá cả mình rất là song chân cho khách hàng, đi kèm theo chất lượng rất là kỹ. Đó, để các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình ở trên video nhé. Và thôi, mình xin phép kết thúc cái clip này tại đây, tại vì nó ồn ào quá, các bạn xem nó không được hay lắm. Và mình xin chào nhé.